till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Thêm tài khoản ngân hàng vào Andersen để các bạn rút tiền. Khi tài khoản Andersen trên 10 đô thì các bạn sẽ AD được tài khoản ngân hàng vào. Các bạn chú ý. Đây, đây là con gà của mình, Andersen của mình. Các bạn chú ý thì theo dõi. Đây là phần này là phần tiền đã tổng. Phần dưới là khi mình đã thanh toán thì nó sẽ hiện ở phía dưới này. Cái con chuột mình đang chỉ này. Các bạn vào phần xem thanh toán. Ok. Đây. Đây là AD Western đấy. Western thì cũng rất đơn giản. Các bạn nên chỉnh sửa này, chẳng hòa họ tên thế này, như phải đúng số chứng minh thư nhân dân của mình. Tên mình là Ngọc hả? Như này này, Phạm Văn Ngọc này. Các bạn đây tôi đồng ý như này. Thì nó sẽ là AD Western. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn AD Bank. Đây là chuyển khoản ngân hàng mới. Các bạn chú ý, ID người thụ hưởng này thì các bạn bỏ qua. Cái đấy không cần thiết. Tên trên tài khoản ngân hàng ấy. Đây là Vietcombank. Đây là Vietcom. Tên ngân hàng ấy, đây là cái quốc tế người ta đặt. Đây là Vietcombank. Tên trên tài khoản ngân hàng, tên của mình chẳng hạn như mình ấy. Chẳng hạn như mình là Phạm Văn Ngọc chẳng hạn như này này. Rất đơn giản. Văn Ngọc. Ok. Swift ấy. Swift này là cái code của ngân hàng ấy. Như đây là Vietcombank thì nó là như thế này. Ngân hàng khác thì nó khác. Đây là cái phần dưới chính là cái số tài khoản của mình. Của mình là số 701 này. Đây, số tài khoản này, đúng không? Các bạn chú ý số tài khoản. Cảm ơn, các bạn sẽ nhập lại số tài khoản. Các bạn nhìn kỹ. Và các bạn sẽ click vào cái phần này này, đặt làm phương thức thanh toán chính. Đặt là new là được. New phát là ok ngay. Đây, là chính cái này. Xóa bỏ được không sao. Ok. Đây, 2701 tài khoản của mình. Đấy, khi mình AD vào ấy thì tầm độ 12 giờ đến một ngày là sẽ có thanh toán đến ngân hàng của mình. Google sẽ gửi cho các bạn tin nhắn có tiền đến tài khoản bank. Đây là tài khoản mới các bạn. Đây mình đây khi mình AD xong ấy thì là sẽ có cái mail báo này này, phương thức thanh toán chính đã thay đổi này. Trên này ngày 9/3/2020. Đây là đây là con gà YouTube, con gà hot, không phải gà web. Thanh toán này. Giới thiệu đôi chút về tài khoản. Đây này. Đây chính là tài khoản BIN của mình này. Khi mình đủ 10 đô ấy, thì nó sẽ bắt xác minh danh tính. Xác minh danh tính xong thì nó mới cho nó BIN cho mình. Đây là chị BIN này. Con gà của mình thì nó đã BIN rồi. Thì hôm nay mình dạy các bạn là cách AD thanh toán thôi. Ok, đã xong.